Từ số liệu quan trắc về địa hình lòng dẫn các sông vùng Hạ Du, sông Hồng, sông Thái Bình cho thấy nhiều sông chính đã bị xói mạnh trong khoảng gần 20 năm trở lại đây. Hiện tượng hạ thấp đáy của các sông ngoài nguyên nhân mất cân bằng bùn cát do tác động của các hồ chứa, còn do nạn khai thác cát quá mức trên sông. Theo đó, các con số thống kê về khai thác cát sỏi trong lòng sông chỉ là một phần khối lượng được khai thác có giấy phép. Ngoài ra, còn một khối lượng lớn cát sỏi bị khai thác chui mà không có con số thống kê. Hậu quả là tạo ra nhiều hố xói sâu, gành cạn, thậm chí còn tạo ra những hàm ếch lớn sát chân đê, tạo ra những xoáy nước lớn, mạch động lưu tốc cao, gây mất ổn định đê. Theo các chuyên gia, các giải pháp bù đắp phù sa cho các đoạn sông ở hạ lưu các đập chỉ có thể phục hồi một phần và cần nhiều thời gian nguồn lực. Do vậy, trong giai đoạn ngắn hạn và trung hạn, cần có giải pháp để thích ứng với việc hạ thấp đáy sông trên hệ thống các sông, trong đó có sông Hồng, sông Thái Bình. Và một trong những giải pháp cần thiết là quản lý chặt chẽ việc cấp phép và hoạt động khai thác cát sỏi trên sông.